Những lưu ý khi lưu thông qua cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngày khánh thành. Ngày 16 tháng 6, Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận và Khu Quản lý Đường bộ 4 về phương án phân luồng giao thông trong thời gian tổ chức lễ khánh thành dự án cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Theo đó, căn cứ quyết định của Bộ Giao thông Vận tải và kế hoạch tổ chức lễ khánh thành đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Ban Quản lý Dự án 7 đề nghị các đơn vị phối hợp phương án phân luồng tổ chức giao thông. Cụ thể, vị trí tổ chức lễ khánh thành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại lý trình km 135+200 bên phải tuyến thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, lễ khánh thành dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ diễn ra từ 15 đến 17 giờ ngày 18 tháng 6. Trong đó, điểm cầu chính tại km 33+800 dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc địa bàn xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, kết nối trực tuyến với điểm cầu còn lại tại km 1604+700 dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết giao với quốc lộ 1 thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.